bạn luôn cảm thấy thoải mái khi ở một mình, thường xuyên kiềm chế cảm xúc bên trong, yêu thích việc viết những ý tưởng, suy nghĩ hơn là sử dụng lời nói. Bạn thường hành xử kín đáo và giữ kín chuyện riêng, hay lúng túng và mất tự tin khi phải trình bày ý tưởng của mình trước đám đông. Nếu bạn sở hữu hầu hết những điều vừa kể trên, thì bạn là một người hướng nội chính hiệu đấy. Thế nhưng thay vì lo lắng hay cứ cố cư xử như những người hướng ngoại để hòa hợp với số đông, thì điều bạn cần làm là tìm ra và phát huy thế mạnh của người hướng nội. Bạn hoàn toàn có thể cất lên tiếng nói mang sức ảnh hưởng của mình mà chẳng cần phải hét lên thật to hay đóng giả làm người hướng ngoại đâu. Tất cả những bài học, câu chuyện và những kinh nghiệm mà bạn đang tìm kiếm đều được gói gọn trong cuốn sách của tác giả Jennifer Canweller, được First New phát hành với tựa đề Sức mạnh của sự trầm lắng. Cuốn sách này được chia làm 10 chương, trong đó phân tích kỹ 6 thế mạnh và cả điểm yếu của người hướng nội để đưa ra những giải pháp phù hợp. Cuốn sách cũng cung cấp bài kiểm tra nhỏ để xác định chỉ số ảnh hưởng thầm lặng của bạn. Đây là công cụ giúp bạn nhận biết bạn đang vận dụng 6 thế mạnh của mình hiệu quả đến đâu trong việc tạo ra ảnh hưởng và giúp bạn đánh giá sự tiến bộ của chính mình sau khi áp dụng các ý tưởng trong sách. Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc là chính mình và phát huy sức mạnh nội tại của những người hướng nội thay vì cố biến mình thành người hướng ngoại. Tác giả Jennifer Canweller chỉ ra rằng khi bạn biến thành người hướng ngoại, về lâu dài bạn sẽ càng trở nên mất tự tin, mệt mỏi và không mang lại chút hiệu quả nào trong công việc lẫn cuộc sống của bạn đâu. Qua những câu chuyện và bí quyết được chia sẻ bởi người ảnh hưởng hướng nội thành công, thì cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để nhận diện, phát huy và tận dụng những thế mạnh bẩm sinh của mình để có thể tạo ra sự khác biệt mà không cần khóa trường. Bạn sẽ học được cách nhận ra sức mạnh nội tại của mình, khai thác sự thông tuệ của nguồn năng lượng đó và kết nối sâu sắc với thế giới bên ngoài. Cuốn sách mang đến ví dụ từ những người mà tác giả Jennifer Canweller đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng. Họ đến từ vô vàn những ngành nghề khác nhau như công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, giáo dục. Và họ có thể là những người nổi tiếng hay chỉ đơn giản là một nhân viên văn phòng. Nhưng họ có một điểm chung chính là ẩn chứa những thế mạnh đáng gờm của một người hướng nội. Những nhân vật nổi tiếng của tác giả Jennifer Canweller nhắc đến trong cuốn sách này thông qua những câu chuyện có thể kể đến như Tim Cook, tổng giám đốc điều hành Apple từ năm 2011, hay Charles Darwin, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln. Ngoài ra còn có thể kể đến J.K. Rowling, Warren Buffett và Mark Zuckerberg. Sức mạnh của sự trầm lắng đưa bạn đi từ việc phân tích đặc điểm tính cách của người hướng nội cho đến những trở ngại mà bạn sẽ gặp phải trong công việc. Từ cách thức chuẩn bị ra sao để tạo sự ảnh hưởng cho đến xây dựng kế hoạch có sức ảnh hưởng một cách cụ thể. Từ những phân tích và cách thức đó, tác giả còn lường trước được cả những rủi ro và biến cố khi bạn áp dụng một phương pháp hay cố nhồi nhét nhiều phương pháp cùng một lúc. Sau thế mạnh với vô vàn những cách áp dụng thực tiễn cùng những câu chuyện người thật, việc thật được lồng ghép khéo léo biến sức mạnh của sự trầm lắng trở thành cuốn cẩm nang không thể thiếu để thắp lên ngọn lửa đam mê, sức mạnh nội tại và sức ảnh hưởng lớn lao của người hướng nội trong cộng đồng. Người hướng nội, chính bản thân họ có thể tạo ra sức mạnh khổng lồ mà không nhất thiết phải tạo ra những âm thanh to lớn. Và khi họ biết cách phát huy tối đa sức mạnh ấy, người hướng nội còn có thể tạo nên những kết quả không kém cạnh hay thậm chí là hơn cả những người hướng ngoại. Với kinh nghiệm đấu tranh cho những người hướng nội cùng với vốn kiến thức và cách lồng ghép những câu chuyện gần gũi, tác giả Jennifer Canweller đã tạo nên một cuốn cẩm nang mà bất kỳ người hướng nội nào cũng nên sở hữu. Và thậm chí là cả những người hướng ngoại muốn tìm kiếm những cách thức tạo sức ảnh hưởng mà không cần khóa trường cũng nên đọc. Thông qua cuốn sách này, tác giả mang đến thông điệp rằng tôi chúc bạn có thể thấu hiểu và sống bằng cả trái tim, tận dụng tốt nhất những thế mạnh bẩm sinh của mình và làm nên điều khác biệt theo một cách không ổn nào nhưng mạnh mẽ và độc đáo của riêng bạn. Hãy tạo nên tiếng nói của mình bằng chính sức mạnh của người hướng nội và hãy để cuốn sách bổ ích này giúp sức cho bạn trên hành trình ấy. Trọng Đọc trân trọng giới thiệu tới bạn cuốn sách này.